Nên biết đại từ không, nên biết đại bi, đại hỷ, đại xả đều không. Nên biết pháp không quên mất không, nên biết tánh luôn luôn xả không. Nên biết trí nhất thiết không, nên biết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không. Nên biết quả dự lưu không, nên biết quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác đều không. Nên biết chánh tánh ly sanh của Đại Bồ-Tát không. Nên biết tất cả hạnh Đại Bồ-Tát không. Nên biết quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không. Nên biết tất cả cõi Phật không, nên biết thành thục hữu tình không, nên biết 32 tướng đại sĩ không, nên biết 80 vẻ đẹp phụ thuộc không. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thấy tất cả pháp đều không rồi, vì các hữu tình tuyên thuyết các pháp, khiến lìa điên đảo. Tuy vì hữu tình tuyên thuyết các pháp, nhưng đối với hữu tình hoàn toàn không có sở đắc, đối với tất cả pháp cũng không có sở đắc. Đối với các tướng không, chẳng tăng chẳng giảm, không thủ không xả. Do nhân duyên ấy, tùy thuyết các pháp, nhưng không có sở thuyết. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp khi quán như thế, chứng đắc trí không chướng ngại. Đối với tất cả pháp, do trí này nên chẳng hoại các pháp, không phân biệt thành hai. Vì các hữu tình như thật tuyên thuyết, khiến lìa chấp trước vọng tưởng điên đảo, tùy theo căn cơ đạt quả ba thừa. Hết quyển thứ 381.